Dạ, giờ mình sẽ xuống đi chợ Long Hoa. Chợ này của Tây Ninh gần đây nha. Đó. Giờ mọi người xuống đi theo đoàn của mọi người luôn. Tại vì mình ở đây lần đầu tiên mình đi nên mình có không rõ nữa. Chợ này nghe nói là bán đồ nhiều của Tây Ninh. Đây giờ mọi người đi qua lộ hả ta? Mọi người đi qua lộ, mọi người đi bên phải thôi. Đây đợi mọi người xuống xe đi chung luôn đi nha. Tại mình không có chưa đi lần nào mình không rõ. Giờ mình đi theo mấy cô đi qua lộ. Đây đi chợ nữa tí. Đây là đường phố Tây Ninh một đó. Đây biển số xe Tây Ninh là 71, có 70 hả? Nên mình thấy xe 70, biển số 70 là nhiều. Đường phố Tây Ninh. Đây hai bên bán đồ ăn khá là nhiều nha. Để bán bánh gì nè. Đó, này cái bán bánh khọt Tây Ninh đó. Bánh khọt. Bánh khọt chay. Xuống giờ mình đang đi bộ cùng mọi người để chào là phía bên đây. Dạo xung quanh một vòng mà chợ khám phá thử xung quanh là mọi người mua khá là nhiều nè, mua bánh tráng như muối Tây Ninh kem. Đây là mình đang đi bộ giữa đường luôn. Đó, mình theo mấy cái cô này đi qua. Nãy mình nói mình chợ này chợ gì quên rồi cô? Long Hoa. Chợ Long Hoa. Đây mọi người. Trước chợ Long Hoa. Chợ Long Hoa này bán khá là nhiều đồ nha, đồ chay, đồ ăn uống, bánh canh. Đồ chay. Đây, nãy mình mua ở kia. Này cũng có. Đây cái đoạn của mọi người. Nhiêu bột vậy vậy vậy? Một bánh tráng nó nhiêu bột? 40-50 ngàn ký. Vậy thôi bún. 40 loại nhuyễn, 50 loại. Vậy cái gì cũng mua vô. Người ta bán bánh tráng. Để bán bánh tráng đặc sản. Đi mình theo mấy gì này đi mua bánh. Đi vô đây nè gì, đi vô trong vậy. Về bán bánh tráng khá là nhiều. Có chè bánh tráng, đây là sản Tây Ninh. Đây.
Mua một con đi, mua hai chị em bật đi. Đây là bán, mình thấy là bán bánh tráng là nhiều. Ủa này là chung đầu xe mình đấy phải không ta? Mấy cô này chung đầu xe luôn không? Hồi giờ đi theo mấy cô luôn. Đây bên đây khu này bán trái cây. Rồi mấy cô mua bánh tráng hơn kìa. Đây mình vô trong chợ luôn. Xuống đây bán cái đồ gỗ này khá là đẹp. Đây. Đó trong hôm nay là bán mình thấy bánh tráng đồ khá là nhiều nha, đặc sản mây tên là bánh tráng với muối Tây Ninh. Rồi mấy cái đây mình mời có thể ai ghé đây chợ Long Hoa. Đây là đặc sản Tây Ninh nè, địa chỉ A2 đường Sẹt 34 chợ Long Hoa. Đây có chợ Long Hoa cái góc này, chợ Long Hoa nha. Đây mình tiếp tục đi sâu vào bên trong chợ. Đó, đây mình thấy mà bán muối tôm khá là nhiều. Đây là muối tôm. Muối tôm này ăn trái cây khá là nhiều. Mười bánh nhân. Người bánh khá là nhiều. Cái này là cho gì thôi? Đây là bán chào. Cái này vừa ăn là gì mà tám trăm ngàn tí gì? Nó thèm đúng không? Cơm dẹp nữa kìa. Đó. Dọn đẹp phải mua nha. Dạ. Dọn đẹp quay phim mà không mua tôi buồn lắm. Dạ. Đây địa chỉ là chợ Long Hoa nha. Bánh tráng. Bánh tráng này quá trời đúng. Ê, mấy cô mua bánh tráng này không? Mấy cô không mua. Không ai ăn bánh tráng chưa vậy? Không biết cái loại nào ngon. Để cho mình ăn thử muối tôm hả con? Này muối chay, muối chay, muối chay tôm lấy muối tôm. Tính nhiêu? 80.000 ký. Mua nhiều, mua tính nhiêu? Mua nhiều là bao nhiêu ký con? Dạ ký, mua tính nhiêu? Rồi 75.000, bớt cho 5.000 ký. Đây gì rồi? Cho hai sâu men.
em ơi, cái này cũng căng nhiều, 2-3 ký này tính có 70 mua mỗi. Ờ, mua đó mà căng nhiều tính có 70 ký vậy đó. Ủa loại này nó nhiêu ký vậy? Tại vì mình mua làm chứ không bán không giờ làm được. Mà ngon lắm, 50 ngàn. Bây giờ hai đứa này nó giống nhau nè, có 50 ngàn thôi. Cái này 50 ngàn ký hả chị? Dạ 50 ngàn ký. Bánh chén này bánh chén ống sa tế. Chị cần em, nếu mà đổi cho kem múc ra cũng bán có giá vậy luôn. Bây giờ em thấy cái gì nó khác nó mọc hơn. Cái này là 50 ngàn ký. Đúng không? Nếu mà cô thử một lần một chỗ, cô con mua liền, cô làm liền. Mời chó, đi. Dạ. Trộn cái này là sao? Cái này là loại nhiêu ký vậy? Đó vậy hơn. Bán buôn bán quá trời luôn. Giờ mình đi ra xe đi về. Ủa, đây bán khá là nhiều đồ. Rồi cái đòn mình nãy mình lo mình quay phim giờ đi đâu mất tiêu hết trơn à. Biết mọi người đi đâu luôn. Đây. Đây nè. Đi xong rồi.